cầu lên phong. Nhưng mà nếu mà giả sử á, mình làm cái cầu lên phong mà theo giống sự thật ở ngoài á, thì nó sẽ có hai cái đế cầu, nó sẽ là hai cái đế cầu. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ làm rộng ra, mình sẽ làm cái hồ này nó rộng ra. Nhưng mà khi mình làm bự quá, nhưng mà khách á, khách họ thích á, thì không cách gì họ di chuyển được, nên mình mới mô phỏng lại, mình làm cho nó một dân cầu thôi đó. Còn bên đây là cái tháp nước, đó là biểu tượng của Phan Thiết đấy. Nhìn vào thì hình dung cho mình chỗ chút xíu đó, cái này mô phỏng. Rồi ở đây thì cái này giống như mô phỏng ở dưới là sông Cà Ti, cái này mình mô phỏng đó là cái sông Cà Ti. Mến chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương nha. Lời đầu tiên thì xin chúc mọi người sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu di tích Bác Hồ, nằm tại trung tâm thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngày hôm nay thì mình đi công việc tình cờ ghé ngang đây. Sẵn đây mình đi vào đây chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người cùng xem, cũng như là đi thăm một ông anh. Mấy bữa là mình ghé ảnh làm những cái mô hình, những cái bonsai, những cây tiểu cảnh cũng rất là đẹp luôn. Thì hôm nay có dịp rảnh rỗi thì mình ghé nơi đây để thăm anh, cũng như là chia sẻ một số hình ảnh về những cái bonsai, cây tiểu cảnh, những cái mô hình mô phỏng mà ảnh đã tự tay ảnh làm nha. Đây là phía trong cái khuôn viên của khu di tích Bác Hồ này. Đây là khu trường Dục Thanh ngày xưa mà Bác Hồ từng dừng chân dạy học. Đây là cái chiếc lồng đèn. Vừa qua thì chiếc lồng đèn lớn này là vừa qua của Phường Đức Nghĩa tham gia lễ hội rước đèn Trung Thu thành phố Phan Thiết hôm bữa 14 tháng 8 âm lịch đó. Bây giờ thì mình vào đây xem thử có anh ở đây hay không nha. Hôm bữa thì mình vào mình thấy có một số cái chậu cây kiểu màu xanh mình rất là thích luôn, cho nên là mình hẹn ảnh bữa nào mình quay trở lại thăm ảnh, cũng như là chia sẻ một số hình ảnh cho mọi người cùng xem, giải trí cho vui, nhất là các cô chú thích đam mê cây cảnh cây kiểng bonsai. Ảnh chính là chủ khu vườn bonsai tiểu cảnh đây đó, cho mọi người lướt một vòng ha, rồi xíu nữa mình sẽ cái nào đẹp đó, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Tên Hải, anh là Trân Phan Thiết, anh ở Đức Thắng này, ở ngoài sao chợ đây. Mình gần nhà gần cửa là mình vô đây mình làm. Nói chung là anh đang làm bên bộ phận sân vườn cây cảnh, chăm sóc cây cảnh của khu di tích Trực Thanh này này. Nhưng mà ngoài ra anh có cái nguồn đam mê là bonsai sinh vật cảnh đó, nên mà đó cũng là người tay trái của anh đó. Nhiều lúc anh làm những công việc của cơ quan xong rồi bắt đầu thời gian rảnh rồi anh làm những cái này, một phần để giải tỏa cái sự đam mê của một phần, nhưng mà một phần mình cũng lấy cái nguồn chứ mình làm ra này không mà không có đầu vô đầu ra thì cũng hơi bị ngán. Nên anh làm xong anh trưng bày ở đây để giới thiệu cho khách tham quan, rồi một phần là khách họ thích thì mình bán những cái chậu này để họ về họ làm kỷ niệm, rồi mình lấy những cái số tiền đó mình trang trải mình làm tiếp. Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ. Như mọi người đang thấy đây nè, ảnh đang chăm sóc cái chậu bonsai, mình thấy rất là đẹp luôn. Để mình quay qua cái hướng bên này khỏi những cái ánh sáng cho mọi người thấy cho nó rõ nè. Nói chung là vừa rồi anh cũng bán hết một mớ, mình nhìn cái hình đó, những cái hình đó. Rồi mình sẽ đắp theo những cái khung cái này là những cái khi mà khách mà họ lên này, chúng ta có những nếu mà thực tế của nó có những bậc thang, khi mà khách họ lên thì họ sẽ đứng xung quanh chỗ này nè đó. Nhưng mà theo anh mô phỏng như vậy thôi đó. Những cái tầng này là tầng để họ khách họ đứng họ nhìn ra biển hồ đó, nhưng mà nó có một cái cầu thang anh thông để đi. Nếu anh chị nào như cô bác nào mà đi xuống dưới mũi cây gà là nhìn sẽ thấy mũi cây gà, ngọn hải đăng cây gà là nơi mà địa điểm du lịch còn hoang sơ nhưng cũng rất nổi tiếng và thu hút du khách mỗi lần mà ghé đến Phan Thiết cũng như là Bình Thuận. Thì xung quanh đây là cũng rất là nhiều các cái chậu bonsai kiểu cảnh mini mà anh đã sưu tập và anh đã tự tay mang tuyển lựa những cái viên đá về anh tự làm. Như giả sử mình đi trên đường á, thực tế là mình thấy những cái chậu mà trong nhà người ta thấy sử dụng mà ta bị mẻ bị bể người ta không sử dụng, người ta lị ra ngoài sân, thì tình cờ anh đi ngang qua đó, tình cờ anh đi ngang qua anh thấy thì anh lấy về anh cưa nó làm hai
để làm lên một cái chậu, rồi xung quanh đó thì mình sẽ chế tác đá rồi để nó phủ lên, chứ mình để một cái chậu không thì nó sẽ ấy lắm đi, như cái chậu này cũng vậy, cái bình này cũng vậy đó. Mình lấy cái phần sau của nó thôi để mình giữ lại những cái hình, rồi mặt trước của nó thì mình sẽ đắp đá, một phần là để mình giữ đất nó khỏi bị tràn xuống, một phần là mình làm như dạng đá mà cây nó sẽ mọc trên đá, nó mọc lên đó. Nhưng mà những cái gì thì chỉ có những cái cây xanh này, cây si, cái bồ đề thì nó hình dáng nó nằm trên đá nó hay hơn là những mấy cái cây cái dạng kia đó. Như cây này thì mình lên đá thì nó nhìn chung nó không có bắt mắt được. Thằng này thì giờ sau này nó có những cái bộ rễ này, bộ rễ gió nó đi xuống sau này, thời gian sau này nó sẽ lan ra, nó bó vô những cái đá này. Còn cái này thì anh làm cách đây là khoảng cỡ 5-6 ngày à, nên nó chưa, mình nhìn vô nó chưa hình dung được cái bộ rễ nó nhiều. Đây cũng vậy, tự đây là những cái vỏ ốc nè. Cái này là chút khi mà anh lấy cái này anh ở, nói chung ở đây chắc không có sao á. Cái này thằng bạn của anh tặng này, nó nói là trúc thái, nhưng mà thằng này nó nhân bản được, nó chỉ cũ như thế này, nó mọc hình cũ, anh nhìn thấy cũ phong bì không? À, nó có đó, cái cũ này nè đó, nhưng mà nó sống chung đất được và nó sống ở chung nước cũng được. Đây. Đó. Thì em thấy cái này đẹp nè. Đó, nó sống chung nước cũng được. Cái bonsai này đẹp nè. Đó. Mình quay cận cảnh cho mọi người xem nè. Rất là đẹp ha. Mình quay cận cảnh là cho mọi người thấy cho nó rõ. Chùa nè, những con vịt, chiếc cầu, mái đình, những chú rùa. Đó. Bữa anh có cái chậu bonsai mà làm bằng đá với nước không, nó không siêu đẹp lắm, nhưng mà khách họ vô họ thích quá. Họ kêu để lại rồi mình. Cái này là cái này là nổi bật nhất ở trong cái khu vườn này. Anh có thể chia sẻ cho mọi người. Cái này là mình mô phỏng theo cái tháp nước và cái cầu Lê Hồng Phong. Nhưng mà nếu mà giả sử mình làm cái cầu Lê Hồng Phong mà theo giống ở ngoài thì nó sẽ có hai cái đới cầu, nhưng mà như vậy thì mình sẽ làm rộng ra, mình sẽ làm cái hồ này nó rộng ra, nhưng mà khi mình làm bự quá nhưng mà khách họ thích thì không cách gì họ di chuyển được, nên mình mới mô phỏng lại mình làm cho nó một văn cầu thôi đó. Còn bên đây là cái tháp nước, đó là biểu tượng của Phan Thiết đấy. Nhìn vào thì hình dung cho mình chỗ chút xíu đó, cái này mô phỏng. Rồi ở đây thì cái này giống như mô phỏng ở dưới là sông Cà Ti, cái này mình mô phỏng đó là cái sông Cà Ti, nhưng mà cũng làm bằng tay không, nên thực tế anh chị cô bác nào nhìn vào á thì nó không có đặc sắc, cảnh đồ nó không có bán thực tình đó. Nó cũng vậy, thì cái lồng đèn anh, cái lồng đèn đó, lồng đèn trung thu nó cũng là một cái tháp nước đó. Ở đây cũng vậy, ở đây mình làm bằng xin chị cô bác nào nhìn thông cảm cho mình chút xíu là không có thể làm sắc cảnh được, tại mình không phải là tay chuyên nghiệp đó, chủ yếu là đam mê là sáng tạo để làm thôi. Đây chỉ là cái mô hình giống như là một cái sao bàn á. Dạ đó, đúng đó. Nhưng mà cái sao bàn thì nó không có sử dụng cây thiệt được. Dạ. Nó chỉ sử dụng những cây giả và xốp rồi vậy thôi. Còn cái này mình cố gắng tạo cho nó tất cả toàn bộ là cây thiệt hết. Còn sao bàn họ thì họ ấy thôi. Nên họ chỉ cứ để trong nhà thôi, chứ họ ở ngoài trời thì không được. Độc độc vừa rồi bán cho mấy cây độc độc không? Mấy cây độc độc. Đây nhìn đây cũng chú mèo thì nó cũng hơi độc độc chút xíu. Đây cũng là chú mèo rồi. Mấy đồng nghiệp á, nhà nó chơi nó bị vô tình nó bị nứt thì họ tặng cho mình. Rồi mình tự mình giờ mình sáng tác ra. Tác phẩm là chú rùa trên lưng cõng một con ốc giác đấy, là sau này con rùa này anh cũng làm bằng xi măng bê tông mà. Con rùa này mình cũng đúc bằng tất cả toàn bộ. Khá là nặng ha. Không, cũng nhẹ. Đó. Chú rùa này cũng đúc bằng tay. Đó. Sau này mình
sẽ trồng cây trên đây. Đây là cái vỏ. Đó là cái vỏ. Yeah. Rồi mình sơn phết vào lại. Nói chung là mình làm ở đây, các đồng nghiệp của mình ấy, ở nhà nhiều cái nó có, là nó thấy mình đam mê cái này thì nó tặng để mình làm, nó tặng để mình làm cho mấy cái ốc giác này tiền. Nói chung cũng tìm ra là phải bỏ tiền ra mua xong ăn nó rồi bắt đầu lấy vỏ lại. Còn sau lưng anh này là cái cây gì đây? Nó đang nở hoa nè. À, cái cây này giống bông điểm điểm quá ha. Cái cây này là cây mây đất. Mấy anh chị cô bác ơi, cái mấy cây này là cây mây đất. Đó, nhưng mà nó vẫn ra bông ra trái, nhưng mà cái trái của nó không giống như trái mây thường của mình. Đó, trái của nó đây anh chị. Anh chị cô bác ơi, trái của nó đây. Bông của nó đây. Lần đầu tiên mình mới nghe tới cái cây mây đất. Dạ, cây mây đất đó. Nhưng mà cũng là lần đầu tiên là mình thấy ở đây anh có sở hữu cái cây này luôn á. Yeah. Nói chung là cây này vô tình. Cây này vô tình là khi anh em đi ra ngoài sơn phết cái mộ cụ Nguyễn Thông ở chỗ dốc lầu ông Hoàng á, dốc lầu ông Hoàng đổ lên á. Đó, thì vô tình cái anh đó, nhà anh ở đó, nên ảnh khai thác cái này ở trên là lầu ông Hoàng đó, trên cái núi cố đó. Vô tình anh em ra thấy rồi kêu ảnh để lại. Để em gửi cái hoa nó thử để coi thử nó có thơm không. À, cái hoa nó hả? Cái hoa nó thì chắc không thơm đâu. Không thơm. Nói chung là cũng nghe phản phất cái mùi của cái loại cây mê. À, anh có thể anh có bao giờ mà anh cắn cái trái của nó để biết mùi vị chưa? Chưa. Nói chung cái loại này thì loại dại ha. Mình cũng không dám thử ha. Nói đúng chung rồi. Trồng cho đẹp. Đúng rồi. Nói chung là mình lấy cảnh thôi. Mình trồng cái dạng bonsai rồi vậy đó. À, bonsai. Ừ. Nhưng mà được có một cái là cái nét lá của nó cũng giống như nét lá của cây me, nhưng mà thực tế nó là họ nói là cái này là cây me đắt. Thấy cũng hơi lạ. Cái rễ của nó cũng rất là đẹp. Còn cây này là cây xanh phải không? Cái này là cây si. Si. Cây si. Đẹp quá ha. Cái này quay cận cảnh nè. Hướng dưỡng đâu nha. À, bây giờ quay cái góc máy này mọi người giống như là đang ở phía dưới một cái tán cây cổ thụ rất là lớn. Đây là những cái tảng đá nè. Và nhìn ra đây là những chú trâu. Bên kia là cái lũy tre và cái căn nhà tranh. Đây là những cây dừa. Nhìn giống như là chúng ta đang ở phía dưới một cái tán cây cổ thụ rất là đẹp. Cánh theo cái kiểu mà đồng quê ấy mà. Đặc trưng miền quê nông thôn Việt Nam. Giống như là cây đa giếng nước nè, con trâu nè. Những cây cao nè. Hàng tre. Khá là hay. Phải nói là chơi cái loại này là mình phải có thời gian, có cái đôi tay, có năng khiếu, đam mê, có năng khiếu. Linh sam nó nhiều loại, linh sam là chạo, là linh sam siêu bông. Cái chùm bị bể gì đây, ảnh cái chậu bể nè. Rồi nói chung là cái đồ của người ta bị bể vứt thì ảnh cái lụm về và tự sáng tạo thôi. Đó, đam mê chơi cây kiểng bonsai là phải vậy đó. Mình nói cái vòng ở trong đầu mà lúc nào cũng còn cây kiểng với bonsai thì đi đâu cũng có thấy là cây kiểng hết, bonsai hết. Cây này là cây này là cây si. Như cái chậu kia anh chị. Muốn bể miệng tao liền á, bây giờ cắt mấy cái miệng, cắt bỏ cái miệng ra lấy cái chung như vậy thôi. Cái này là cũng bị bể nè, bị bể mà ảnh lụm về, ảnh cắt ra, ảnh làm thành cái chậu. Cái này cũng đẹp nè mọi người nè. Cái này cũng đẹp nè. Cái này giống như là cây xanh mà lúc trước là anh cắt cái phần rễ dài của nó thòng xuống, bắt đầu nó nảy tiếp ra những cái rễ rồi anh ghép như thế này không?
chung là lúc trước là câu anh phá bỏ một cái cây cổ thụ bự á, anh ra anh nhìn thấy anh lựa những cái nhánh nào đó, cái này là nó đi từ cái nhánh nó đi xuống nè, anh lấy từ cái nhánh chứ không phải là nó là một cái bộ gốc của nó, cái này là cái nhánh, nhưng mà chung cái nhánh đó, nó những cái bộ rễ phủ xuống mình thấy nó hay, bắt đầu mình cắt đem về dưỡng á, thì bây giờ sau này bắt đầu mình đưa vô chậu để mình tạo cho nó một cái tiểu cảnh vậy. Rồi cái này là qua thời gian anh uống rồi anh sửa rồi nó mới ra được những cái chi như thế này. Cái bộ này mình thấy cũng rất là đẹp ha. Ở nhà có một bộ như thế này, sáng sáng uống cà phê uống trà rồi mình ngồi mình hút điếu thuốc rồi mình ngắm cũng được, rồi chăm sóc cũng rất là hay. Ở đây là quýt tàu, kim quýt đó. Kim quýt. Đây còn cái đây là linh sam đây. Cây hồi nãy mình quay cũng là linh sam mà ở đây cũng là linh sam nhưng mà cái bông nó lại nhỏ. Đó linh sam mà cái bông nó lại nhỏ. Đây cũng linh sam. Bông nhỏ màu tím. À, quý anh chị và các bạn nào đi du lịch đó, hoặc là mình ghé vào đây tham quan thì gặp chủ nhân khu vườn này là anh Hải. Mình vào tham quan rồi anh chị em, bạn bè, cô chú bác nào thích và đam mê thì chọn cho mình một chậu về sưu tầm cũng như là về để mình chăm sóc và đồng thời là để ngắm một buổi sáng khi mà nhâm nhi ly trà, ly cà phê, giải trí cho vui. Mình cũng đam mê cây cảnh, cây kiển bonsai lắm. Nên là vào để xem tham quan rồi chia sẻ video cho mọi người xem luôn. Đó là tuyệt ha. Rồi mình sẽ tạm dừng kết thúc video tại đây ha. Nếu mà quý anh chị thấy thích thì vui lòng like cũng như là chia sẻ video nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.